Khi giao dịch mua bán bất động sản xong thì bạn cần phải giữ những giấy tờ gì? Đây là một bộ hồ sơ mà tôi vừa đi công chứng mua bán xong. Thì đương nhiên đó là chúng ta cần phải có giữ, đó là giữ sổ hồng. Đây là cái người chủ đầu tiên họ làm ra bìa sổ và bây giờ họ bán cho tôi. Người đứng tên ở trong cuốn sổ này là ông xã tôi. Đây được gọi là cập nhật tiếp tục cho cái phần sổ, chứ họ không cấp đổi về sổ mới nữa. Cái thứ hai là bạn cũng nên giữ lại cái văn bản mà bạn đã mua bán tại phòng công chứng để có vấn đề gì thì bạn sẽ làm chứng là bạn và người đó đã giao dịch với nhau. Và đương nhiên đó là sẽ có là giấy tờ tùy thân của cái người chủ cũ, bạn hãy cần giữ luôn vào một bộ hồ sơ như thế này. Tiếp theo thì sẽ có các cái biên lai, bao gồm đó là những cái biên lai phiếu thu về làm ra sổ, giấy tờ nộp vào ngân sách tiền thuế hoặc vào ngân sách nhà nước thì bạn nên giữ lại, đúng không ạ? Cơ quan thông báo thuế bạn đã hoàn tất các nghĩa vụ về mua bán, về ống thuế cho nhà nước, bạn hãy giữ lại một bộ này. Phòng khi nào mà bạn cần có liên quan hoặc là lỡ như bạn có bị mất mát thì bạn cũng có thể xin cấp đổi lại. Và đây là một bộ hồ sơ mà tôi đã chia sẻ cho bạn phải cần lưu giữ sau khi mà bạn mua bán hoàn tất. Chúc cho tất cả các bạn chúng ta có thật nhiều giao dịch về bất động sản. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau.